Các bác thân mến, ở video clip lần trước thì em cũng đã giới thiệu đến các bác về mẫu xúc điện sử dụng bát 30 đến từ thương hiệu DB Acoustic đó là dòng mô đen SVK12B. Còn ở video clip lần này em sẽ giới thiệu đến các bác về mẫu xúc điện sử dụng bát 40 đến từ thương hiệu DB Acoustic đó là dòng model đen SVK15B để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về dòng mô đen này. Đây là mẫu mô đen đem lại chất lượng âm thanh rất là hay. Ngoài ra thì các bác thấy về hình thức kiểu dáng của nó được thiết kế rất là gọn gàng giúp chúng ta có thể dễ dàng bố trí trong phòng khách trong gia đình của chúng ta rất là phù hợp. Và trước mắt màn hình các bác thấy được đây là mẫu súp DB Acoustic sử dụng bát 40, có model là SVK15B mà em muốn giới thiệu đến các bác ở video clip lần này. Và nếu như các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Các bác thấy được đây là ở mặt trước của chiếc súp DB Acoustic SVK15B. Đối với dòng này thì các bác nhìn thấy nó được thiết kế cái e căng của nó bằng mặt với thùng của loa súp. Đây các bác nhìn thấy đây, nó sử dụng cái e căng vải. Đối với dòng uh, SVK12B, dòng uh, đời mới thì các bác thấy nó cũng được thiết kế như thế này. Và sau đây thì em sẽ nhấc bỏ cái tấm e căng này ra để cùng các bác sẽ đi quan sát về phần loa bát của nó trước. Và sau đó thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát uh, xung quanh về chiếc súp này. Căng của nó thì uh, có 4 cái g mút cho nên thì nó rất là nặng. Cho nên thì một tay em cầm máy quay và một tay thì em nhấc ra thì nó rất là chặt. Các bác thấy được đây là về phần lo bát của nó được thiết kế nhìn rất là khổ. Đây là E-Cang. Trên E-Cang thì các bác thấy có chữ DB Acoustic. Bốn góc thì các bác nhìn thấy nó có cái điểm cờ như thế này cho nên thì các bác thấy e căng của nó rất là mút cho nên lúc nãy một tay em cầm giật à, rất là khó đây là về phần loa bát các bác nhìn thấy nó sử dụng một loa bát có đường kính là 40 cm và các bác thấy đối với dòng này thì nó lại sử dụng gân cao su đấy các bác nhìn thấy gân của nó rất là dài còn đối với dòng à, sử dụng bát 30 dòng 12b thì các bác thấy thì nó lại sử dụng gân mút gân mút của nó thì dày rất là khủng khiếp các bác thấy đây là dòng à, súp sử dụng bát 30 này Đấy. Các bác thấy đối với dòng bát 30 thì nó được thiết kế cái màng loa của nó rất là bóng. Còn đối với dòng này thì các bác nhìn thấy nó sử dụng màng kiểu màng sần. Đấy, nó loa thì rất là to. Và các bác nhìn thấy cái gân loa của nó thì rất là chất lượng rồi. Các bác chỉ cần nhìn các bác cũng đã thấy về cái độ chất của dòng mô đen này rồi. Nó cũng tùy theo cái bộ dàn âm thanh của các bác cũng như là trong cái không gian gia đình mà mình sử dụng nên lấy sub 30 hay là sub 40 tùy theo cái không gian cũng như là cái sở thích của các bác để các bác có thể lựa chọn những mẫu súp nào để phù hợp với trong bộ dàn cũng như là trong không gian gia đình của mình. Đối với dòng súp 40 thì đương nhiên rồi, nó đem lại cái phần dày trầm của nó sẽ mạnh mẽ hơn vì trường âm của nó sẽ được mở rộng hơn vì nó sử dụng bát 40 cũng như là về phần công suất của nó sẽ lớn hơn so với những dòng sử dụng bát 30. Tuy nhiên thì lúc nãy em cũng vừa nói nó cũng phụ thuộc theo cái trong bộ cấu hình của các bác đang sử dụng cũng như là cái không gian phòng của các bác chứ các bác chơi những cái súp nó lớn quá thì nó cũng không nên vì các bác mở một chút thôi thì nó cái âm lượng của nó cũng rất là lớn rồi tuy nhiên thì không gian của bác nào nhỏ cũng như là bộ dàn nó vừa phải thì các bác có thể sử dụng bát 30 có những bác để sử dụng những dòng là súp sử dụng bát 25 cơ tuy nhiên thì nó cũng tùy theo những cái bộ dàn cũng như là cái không gian của các bác để các bác có thể sử dụng sao cho nó phù hợp để nó kết hợp đem lại cái chất lượng âm thanh được như bóng đợi và xung quanh thì các bác nhìn thấy nó được vít rất nhiều những cái con ốc như thế này để nó vít cái loa bát này vào cái thùng loa và các bác thấy trên cái mặt của nó như thế này và toàn bộ ở xung quanh của nó thì đều được bố trí màu mận chín và các bác thấy nó được bố trí sơn bóng Đấy, nhìn rất là đẹp đó là về phần loa bát thì các bác nhìn thấy rất là mê và đây là xung quanh của nó này Đấy, đây là trên nóc và đây là ở phía bên sườn các bác nhìn thấy xung quanh thì đều được bố trí màu mận chín nhìn rất là đẹp và được bố trí một cái nước sơn bóng nhìn rất là sang trọng và đẹp mắt. Chiếc súp này thì nó có chiều ngang vào khoảng 50 đấy và chiều sâu của nó vào khoảng uh, xin lỗi các bác, nó có chiều ngang vào khoảng 45 đấy và chiều sâu của nó vào khoảng 50 và chiều cao của nó vào khoảng 52. Mỗi một chiếc súp này thì nó có trọng lượng lên tới là 35 kg. Đối với dòng bát 30 thì nó có trọng lượng là 25 kg, còn đối với dòng này thì có trọng lượng là 35 kg. Đương nhiên thì các bác thấy sử dụng bát 40 cũng như là về cái thùng của nó thì được kích thước đóng thùng lớn hơn cho nên thì sẽ có trọng lượng lớn hơn so với những dòng sử dụng súp bát 30. Còn đây là tổng thể ở phía sau. Đối với dòng này thì các bác thấy nó được thiết kế khác so với những dòng 12B Trước hết thì các bác nhìn thấy ở phía trên này đây là cái nút cắt cốt đảo pha này Xin lỗi các bác, à, đây là nút cắt cốt này Đấy, từ 18Hz cho đến 200Hz Và đối với dòng này thì các bác thấy nó khác so với những dòng 12B Và đối với dòng 12B thì các bác thấy nó có một cái nút gạt Đấy, tức là đảo pha từ 0 đến 180 ấy. Còn đối với dòng này thì các bác nhìn thấy đây Nó sử dụng bằng cái nút vặn như thế này Để chúng ta có thể điều chỉnh ở cái mức nào thì chúng ta thấy phù hợp để chúng ta có thể dừng lại một cái, cái thiết kế cải tiến hơn so với dòng 12B. Còn ở phía dưới thì đây là volume, chỉnh âm lượng to nhỏ của súp. Đây là đường đưa tín hiệu đi vào bằng đường ba chân. À xin lỗi các bác, em nói hơi nhầm mất một chút. Đây là đường đưa tín hiệu bằng đường bông sen, còn đây là đưa tín hiệu bằng đường ba chân đi vào. Thì các bác thấy đối với súp này thì nó cho chúng ta nhận tín hiệu bằng đường bông sen và bằng đường ba chân. Đây là rắc nguồn, rắc ba chân và đây là công tác nguồn. Trong này thì nó chạy nguồn điện 220V Đấy Và các bác thấy đây là những cái Bên của nó thì đều được bố trí vít bằng những cái con ốc lục giác Và các bác nhìn thấy cái ốc của nó nhìn rất là chất lượng Và đối với dòng súp điện thì các bác biết rồi Nó không ăn công suất cho nên thì các bác chỉ việc cấp tín hiệu từ âm ly này Từ vang này, từ nâng tiếng này Đưa vào súp là nó hoạt động thôi Cho nên thì các bác không cần phải uh, dùng đến đẩy công suất hay là những âm ly để uh, đánh với những dòng súp điện như thế này. Đối với dòng súp hơi thì các bác cần phải sử dụng một chiếc chức đẩy công suất để các bác đánh với những dòng súp hơi, còn đối với dòng súp điện thì chúng ta không cần. Tuy nhiên thì đối với dòng súp điện hay súp hơi thì mỗi một model à mỗi một dòng thì nó cũng có cái ưu điểm riêng và nó cũng có cái nhược điểm riêng. Tuy nhiên thì tùy theo cái sở thích của các bác cũng như là cách sử dụng trong không gian phòng của các bác thôi. Và ở phía dưới thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một lỗ thông hơi được bố trí hình dẹp như thế này. Và các bác nhìn thấy các góc cạnh của nó được thiết kế nhìn rất là gọn và đẹp Đấy. Đối với dòng này thì nó sử dụng lỗ thông hơi ở phía sau Cho nên thì các bác cần kê tường thì khoảng cách vào khoảng tầm 2-30 phân Để khi tiếng bát của nó hoạt động thì nó sẽ đẩy cái hơi thoát ra ngoài Làm cho tiếng bát của nó sẽ căng và tròn hơn Còn nếu như các bác kê sát quá thì nó sẽ không thoát được cái hơi này ra Làm cho cái tiếng chậm của nó rất là bí Và cái tiếng chậm của nó gây ra cái hiện tượng là ủ dề Nghe tiếng chậm của nó sẽ không tròn cho nên thì các bác kê vào tường thì các bác lưu ý cái điểm này cho em các bác kê xa ra một chút để khi tiếng bát hoạt động thì nó đánh cái hơi của nó thoát đi ra ngoài chứ còn nếu như các bác kê sát quá thì cái hơi của nó sẽ đẩy ra không ra được ngoài và cái hơi của nó lại sẽ bị dao động quay lại cho nên làm cho cái tiếng bát của nó sẽ bị ù rể nó sẽ không tròn đó là một cái điểm à, lưu ý là như vậy cho nên thì các bác kê những chiếc súp như thế này thì các bác cần lưu ý như vậy thì các bác thấy đây là một mẫu súp đem lại chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt vời rồi ngoài ra thì các bác thấy về hình thức kiểu dáng của nó nhìn rất là bắt mắt được thiết kế rất là gọn gàng Đấy, về kích thước của nó không quá là đồ sộ nó có chiều ngang vào 45 sâu vào 50 và cao vào khoảng 52 như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu và quay tổng thể chi tiết về hình thức bề ngoài của chiếc súp điện DB Acoustic sử dụng bát 40 đó là dòng model SVK 15B rồi và chiếc súp này thì có mức giá là 8 triệu đồng như vậy thì các bác thấy một mẫu súp rất là tuyệt vời để các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc súp như thế này. Hơn nữa thì giá thành của nó rất là phải chăng và chất lượng âm thanh của nó rất là hay, hình thức kiểu dáng của nó rất là đẹp. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Nếu như các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây.